để học được cái bài chấn thương tủy sống, chúng ta chỉ cần học hai từ. Từ thứ nhất thuộc về basic và từ thứ hai thuộc về lâm sàng. Câu hỏi của chúng ta là hai từ này khó học hay dễ? Rất dễ. Câu hỏi của chúng ta là hai từ này dễ quên hay là khó nhớ? Rất dễ nhớ và không dễ quên. Thứ nhất, khi nói đến kiến thức basic của chấn thương tủy sống thì cái quan trọng nhất chúng ta cần phải học đó là anatomy của trung tâm ở thai Osborne, tiếng Anh gọi là sacral center. Sacral center ở đây ta dịch là trung tâm bush chứ đừng dịch là nhà nguyện. Nếu các bạn gõ vô Google như thế này, các bạn sẽ ra cái bài nhà nguyện, có nghĩa là cái nhà nguyện ở trong các cái bệnh viện hoặc là ở trong các cái nhà thờ. Ở đây chúng ta sẽ ghi là Osborne Sacral Center, thì nó sẽ ra cho các bạn một cái trung tâm gọi là trung tâm Bush. Trung tâm Bush chỉ có các cái thuật, đây là thuật ngữ để viết trên các văn bản bằng tiếng Pháp, các văn bản bằng tiếng Anh, các sách vở bằng tiếng Anh, ít khi viết trung tâm Bush. Do đó chúng ta chỉ học nó cho nó vui. Các bạn nhớ cái này là nếu chấn thương phía bên trên, chấn thương tủy sống mà phía bên trên của trung tâm này, bệnh nhân sẽ tiêu tiểu không tự chủ. Có nghĩa là để ra đi xe ngoài đường bị xe đụng cái răng, dở vào bệnh viện là bể đá trung bụng, thì phải biết ngay đó là chấn thương tủy sống phía bên trên trung tâm mà sai của. Ngược lại, nếu chúng ta chấn thương ngay chúng ta có 24 hoặc phía dưới thì bệnh nhân sẽ bị đá và không đi cầu được 2, 3, 4, 5 ngày cho từng lẽ không đi cầu được. Như vậy, đứng trước bài chấn thương tủy sống, thuật ngữ quan trọng nhất của chúng ta cần nhớ đó là S2, S4, Sacral Center, hay còn gọi là trung tâm Bush. Dễ ứng dụng lắm sàng, các bạn chỉ cần thuộc một từ duy nhất, đó là từ Spinal Shock. Spinal Shock dễ hay khó nhớ? Không khó, các bạn chỉ nhớ cho thầy cái bản này, có nghĩa là thời gian ngắn nhất ngay sau đây này, và thời gian dài nhất là 12 tháng, được chia thành 4 giai đoạn, tiếng Anh nó gọi là Phases of Spinal Shock. Nhớ dùng, bắt đầu từ chấn thương cái tính liền, ta gọi nó là pha 1, và sau 10, 11, 12 tháng ta gọi là pha 4. Bạn đã tính như thế. Ok, thank you. Rồi, như vậy nhắc cho các bạn rằng đây là một cách học cực kỳ đơn giản nhưng không bao giờ quên.